hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ 9 cùng nhau vây quanh vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là không chỗ đắc được sức tra nghiêm hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ 10 cùng nhau vây quanh vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là vô ngại luân hoặc thấy nơi tòa có chấp kim cang thần cùng nhau vây quanh vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là kim cang trí na la diên tra nghiêm thiện tài đồng tử thấy hết thảy chúng sinh tất cả các cõi như vậy, bậc đã thành thục, bậc đã điều phục, kham làm pháp khí. Đều vào vườn này, ai nấy đều quay quần dưới tòa mà ngồi. Tỷ kheo ni sư tử tần thân tùy sự hiểu biết cao thấp khác nhau, mà vì họ diễn nói pháp, khiến cho họ đắc được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tại sao vậy vì tỳ kheo ni này nhập vào môn bát nhã ba la mật phổ nhãn xả được nói môn bát nhã ba la mật tất cả phật pháp môn bát nhã ba la mật pháp giới khác nhau môn bát nhã ba la mật tán hoại tất cả chướng ngại luân môn bát nhã ba la mật sinh tất cả chúng sinh thiện tâm môn bát nhã ba la mật thủ thắng trang nghiêm môn bát nhã ba la mật chân thật tạng vô ngại môn bát nhã ba la mật pháp giới viên mãn môn bát nhã ba ba la mật tâm tạng môn bát nhã ba la mật phổ xuất sinh tạng mười môn bát nhã ba la mật này làm đầu nhập vào vô số trăm vạn môn bát nhã ba la mật như vậy hết thảy bồ tát và các chúng sinh ở trong vườn nhật quang đó đều do tỳ kheo ni sư tử tần thân khuyên họ ban đầu phát tâm thọ trì chánh pháp suy ngẫm tu tập được bất thối chuyển nơi a nậu đa la tam miệu tam bồ đề bấy giờ thiện tài đồng tử thấy vườn rừng như vậy, rừng tòa như vậy, kinh hành như vậy, chúng hội như vậy, thần lực như vậy, biệt tài như vậy của tỳ kheo ni sư tử tần thân, lại nghe pháp môn không thả nghĩ bàn, mây pháp rộng lớn thấm nhuần nơi tâm, bèn sinh niệm rằng tôi nên đi nhiễu bên phải trăm ngàn vòng. Bấy giờ tỳ kheo ni sư tử tần thân phóng đại quang minh chiếu khắp khu vườn đó, chúng hội trang nghiêm, thiện tài đồng tử lập tức thấy thân mình và tất cả các cây trong vườn rừng đó thảy đều đi nhiễu bên phải tỳ kheo ni đó, đi nhiễu quanh trải qua vô lượng trăm ngàn vạn vòng rồi. Thiện tài đồng tử đứng chắp tay mà bạch rằng, đức thánh con trước đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề rồi, mà chưa biết bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh, làm thế nào tu bồ tát đạo. con nghe đức thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. tỷ kheo ni nói, thiện nam tử ta đắc được giải thoát tên là thành tựu nhất thiết trí. Thiện tài nói, Đức Thánh, tại sao tên là thành tựu nhất thiết trí? Tỷ Kheo Ni nói, thiện nam tử, trí quang binh này ở trong một niệm chiếu khắp tất cả các pháp ba đời.